lại thêm một cái màu sắc vàng vô cùng bắt mắt đây các chị ơi. Em đang mặc trên người một cái chiếc đầm, các chị có thể thấy được là nhìn rất là nổi bật và trẻ trung đúng không nè. Với họa tiết là hoa màu trắng nền màu vàng, em phối với là một chiếc nón như thế này, các chị có thể mặc đi biển nè, đi tiệc, đi chơi dạo phố rất là xinh. Và cổ áo các chị có thể mặc được hai kiểu, một là kiểu như em đang mặc đây, và hai là các chị có thể mặc bẹt vai như thế này. Quá xinh xắn đúng không các chị ơi, và có tổng cộng là 3 màu. Bây giờ em sẽ chuyển sang màu tiếp theo cho các chị coi nha. Đợi em tí ha, em sẽ mặc lần lượt từng màu cho các chị coi cho kỹ nha. Một màu trắng rất là tinh khôi, phù hợp cho những chị nào thích sự nhẹ nhàng nè. Và pha một chút cổ điển trong đó, như em đang phối cho người một cái nón nè với là một cái túi xách. Và cái màu sắc rất là hài hòa đúng không các chị? Vẫn giống thiết kế của hai màu đầu tiên, với họa tiết hoa nhí lại gần cho các chị xem ha. Đây các chị thấy không, nền màu trắng và họa tiết hoa nhí rất là xinh, mặc vô nhìn nó cưng và nó che khuyết điểm rất là nhiều đúng các chị. Ba màu tổng cộng cho mình, nãy giờ em mặc chị nào thích màu nào mình lấy ngay màu đó cho em ha. Nếu như muốn biết giá của sản phẩm và muốn biết mình có mặc vừa hay không, chấm cho em một chấm để bên em sẽ tư vấn cho mình ha. Còn đặt hàng thì các chị để lại số điện thoại, còn với mã sản phẩm bên em sẽ giao hàng tận nơi cho mình luôn nha.